Xin chào quý vị và các bạn yêu âm nhạc. Ở video này, Hùng Huyền Đông Anh rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn hình ảnh cũng như chất lượng âm thanh của cặp loa Pioneer. Vâng, đây là một cặp loa rất ít gặp trên thị trường. Đó là cặp loa CF-F99A, một cặp loa đẹp và chất lượng đang có tại Hùng Huyền Đông Anh. Và cặp loa này tôi xin giới thiệu sơ qua về hình thức cũng như thông số kỹ thuật. Cặp loa được thiết kế 3 đường tiếng gồm một bát 32, một loa trung và một loa tép. Loa có hai tinh chỉnh ở mặt trước. Về kích thước, cặp loa có chiều rộng 38, chiều sâu 37 và chiều cao là 67 cm. Trở kháng của loa là 6,3 ohm và công suất 90W. Quý vị và các bạn rất dễ để ghép cặp loa này. Vâng, rất dễ. Bất kỳ những âm ni nào có công suất từ 100W là quý vị và các bạn đã có thể ghép rất tốt với cặp loa F99A. Ở đây Hùng Huyền Đông Anh đang ghép cặp loa với chiếc âm ni bình dân Pioneer SA7800. Và hiện tại cặp loa CF-F99A đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 17 triệu. Quý vị quan tâm đến sản phẩm thì xin mời đến xem hàng trực tiếp tại Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984285477. Tôi xin nhắc lại, nếu quý vị quan tâm đến cặp loa CF-F99A với giá 17 triệu thì xin mời đến xem hàng trực tiếp tại Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984285477. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn vừa chiêm ngưỡng và vừa thưởng thức âm thanh của cặp loa CF-F99A. Thưởng thức âm thanh của cặp loa CF-F99A. Vâng, một âm thanh rất mạnh mẽ, rất uy lực, nhưng tiếng bass cũng rất mềm mại, tiếng chép rất mạnh, rất tơi. Thank you.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đến video clip của Hùng Huyền Đông Anh. Nếu yêu quý Hùng Huyền Đông Anh thì xin mời quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như đặt chuông thông báo để luôn nhận được thông báo khi có video mới do Hùng Huyền Đông Anh phát hành mỗi ngày. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.